Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Ngân đây. Chào mừng mọi người đến với kênh Y tá Ngân nha. Mẫu số 16 nha mọi người, đi quay qua đây cho các bạn xem. Đó, mình điền ngày cấp số chứng minh đó, ngày cấp. Rồi chỗ ở hiện tại nha, chỗ ở hiện tại, số điện thoại. Tại vì cái đây đưa lên mạng á, có nhiều cái thông tin á, mình sợ nó không có hay á, cho nên mình cũng che, cho nên các bạn thông cảm nha. Bạn sẽ ghi số điện thoại của mình lên đây, ghi cho rõ và chính xác nha các bạn. Theo quyết định số, cái số này là số quyết định của nghiệp á, nên là để mình đưa cho các bạn coi. Là cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội có quyết định cho mình là ngày 13 tháng 4 là mình đã được lãnh nha. Cái này là cái số nè, cái số quyết định nè, số quyết định nè, số quyết định của Sở Lao động Thương binh Xã hội bên trợ cấp thất nghiệp nha các bạn. Số của mình là số ở trên góc, ở trên góc bên trái của cái giấy quyết định đó, thì mình sẽ điền vô đây nha. Mình sẽ điền vô đây, mình điền ghi lên đây là theo quyết định số đó, mình điền cái số đó vô nha. Đây là cái số ha, số của quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nha. Mình sẽ điền vô đây, mình sẽ điền vô đây, mình ghi ngày. Ở trên đây nó ghi là ngày nào mà hưởng á, thì mình ghi lên đây, ở trên đây có ghi ngày nè các bạn. Ngày của cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày 13 tháng 4 nha, năm 2021. Mình sẽ điền lên đây, ngày 13 tháng 4 năm 2021. Rồi được hưởng bao nhiêu tháng thì mình ghi vô đây nha, mình được hưởng 12 tháng. Cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có ghi nè, có ghi nè, mình sẽ được hưởng ở dưới đây, ở dưới cái phần trên giấy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có ghi rất là rõ nha các bạn. Đây là cái số tháng mình được hưởng trợ cấp thất nghiệp, không biết hết. Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng nè, là đó, thì mình sẽ ghi vô đây nha các bạn. Đó, mình sẽ ghi vô đây ha, mình sẽ ghi vô đây là 12 tháng, nhưng mà mình lãnh cái này là lần thứ ba nè, tháng thứ ba. Ở trên đây mình giải thích cho các bạn thêm, tháng thứ ba là không phải là cái tháng 3 mà mình làm đơn nha. Mình làm đơn hiện tại bây giờ là tháng 6, nhưng mà cái tháng thứ ba là số thứ tự của cái tháng mà mình được hưởng trợ cấp đó nha. Ví dụ những bạn nào lãnh tháng thứ nhất thì ghi vô đây tháng thứ nhất, các bạn nào lãnh tháng thất nghiệp thứ hai thì ghi thứ hai, tháng thứ ba ghi thứ ba, các bạn làm tháng thứ 8, thứ 9 thì ghi lên đây nha. Cái tháng mà mình lãnh tiền đó nha các bạn. Mình lãnh lần này lần thứ ba rồi, cho nên là các bạn sẽ nhớ điền trên đây cho chính xác nha. Rồi, ở đây có ghi là kể từ ngày, kể từ ngày là mình được hưởng á, mình lọc cái giấy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp á, mình điền lên nha. Đây, cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có ghi nè, ở dưới đây có ghi rất là rõ nè. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 12 tháng 4 nè, năm 2021 nè, đến 11 tháng 4 năm 2022 là mình lãnh đúng 12 tháng nha các bạn. Mình lãnh tròn 1 năm luôn á. Đó, mình sẽ ghi. Ở trên đây có những cái thông tin nào các bạn sẽ ghi ra đó. Mình sẽ điền vô đây nha. Đó, mình sẽ điền vô đây ha. Mình điền vô đây là ngày 12 tháng 4. Mình điền theo cái quyết định của các bạn đó nha. Rồi, bắt đầu cái phần thông báo tìm kiếm việc làm nè. Nếu các bạn muốn xin việc làm ở một công ty nào đó mà các bạn đã nộp đơn rồi, các bạn ghi lên đây mà người ta chưa có nhận thì các bạn cũng ghi lên đây nha. Cái công ty nào bạn muốn làm mà bạn đã nộp đơn á, bạn ví dụ bạn trong quá trình mà đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn có nộp đơn cho công ty nào thì bạn ghi lên đây, nhưng mà người ta chưa có kêu bạn thì bạn ghi lên đây nha. Đó, công ty thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì đó. Còn những bạn nào mà chưa có nộp đơn mà vì lý do hoàn cảnh gia đình, hoặc là thí dụ ở chỗ đây nè, ngay chỗ đây là tình trạng việc làm hiện tại là không có việc làm hoặc có việc làm, công việc gì mà mình thích đó, thì mình ghi vô đây theo nhu cầu sở thích của mình nha, thì mình ghi lên đây. Còn bạn nào chưa tìm việc làm nè, mình có cái lý do là cũng ấy, cho nên mình chia rồi các bạn. Các bạn thí dụ đang điều trị cái bệnh gì đó, đang điều trị bệnh gì đó thì các bạn ghi lên đây nha. Mình đang điều trị một số bệnh đó, cho nên là mình xin nghỉ để mình điều trị, với lại mà nhà mình đang có công việc á, mình ghi lên đây. Mình đang điều trị bệnh gì đó thì mình đưa hồ sơ, mình đang điều trị bệnh gì mình ghi lên đây. Chẳng hạn như đang tinh trong ống nghiệm, hay là bạn đang giống như là thai yếu hay là cái gì đó, các bạn ghi lên đây nha. Thai sản, hoặc là đang chăm con nhỏ, hoặc là đang chăm cha mẹ già hay cái gì đó, mình phải ghi lý do rõ ràng để mình mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp được nha các bạn. Vì hưởng trợ cấp thất nghiệp này là khi nào mình không có việc làm á thì mới được hưởng, chứ mà mình còn trẻ mà khỏe mà mình đang cái tuổi lao động mà mình hưởng trợ cấp thất nghiệp là bên bảo hiểm xã hội không có cho mình lãnh đâu, phải có lý do chính đáng nha. Ví dụ các bạn đang có con nhỏ, hay đang chăm con, hoặc đang làm nội trợ, vì lý do gì đó các bạn phải ghi rõ nha. Mình đang điều trị bệnh gì đó thì mình ghi lên đây. Hoặc là đang chăm con nhỏ, hay là thai đang yếu, hoặc là thai dọa sảy hay gì, các bạn cứ ghi lên đây nha.
Còn khi nào người ta kêu là mình nộp hồ sơ kèm thì các bạn nộp, còn không là các bạn cứ nộp nộp cái hồ sơ mình có theo luôn cũng được, không sao hết nha các bạn. Đó thì mình sẽ ký tên, ghi họ tên rồi mình sẽ nộp. Các bạn nhớ là mẫu số 16 nha. Đây là cái mẫu số 16 này, mẫu nào cũng giống nhau, cái mẫu này là tất cả mọi người đều dùng được các bạn. Các bạn nói chung là tháng nào mình cũng phải thông báo cái tìm kiếm việc làm, cứ gửi một cái mẫu số 16 này thôi. Điền thông tin đầy đủ một đợt mà nhà nước cũng tạo điều kiện cho những người lao động, những người đang hỗ trợ cấp thất nghiệp như tụi mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người, mình hướng dẫn thì không biết các bạn có thông tin gì thắc mắc thì các bạn comment để mình biết cái gì thì mình hướng dẫn thêm nha. Cái đây là kinh nghiệm của mình đi làm. Chào tạm biệt tất cả mọi người.